Xin chào các bạn và chúng ta đã cùng quay trở lại với kênh đào tạo Lim Jim Optional. Tôi là Lim Jim và ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với các bạn trong một cái vấn đề mới và một cái chủ đề không hề mới một chút nào, đó chính là chủ đề về Lightout. Thì các bạn đã biết rằng là dịp gần đây Lim Jim có update ít nhất là 3 video liên quan đến chủ đề về Lightout, bao gồm cái cách để chúng ta có thể thực hiện cái đường Lightout này sao cho nó đẹp trên cả hai phần mềm là Photoshop và Illustrator. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đúng chưa? Ít nhất là 3 clip này. Có một cái mẹo cho các bạn, đó là trên kênh của Lim Jim, nếu các bạn cảm thấy rất là khó tìm những cái video ở đây thì các bạn có nhiều hơn những cái sự lựa chọn. Thứ nhất là các bạn có thể click vào cái tab video ở đây. Cái tab video này thì nó sẽ cho các bạn nhìn thấy những cái video ở cái chế độ slideshow, thì các bạn có thể sẽ dễ dàng tìm ra những cái video mà các bạn mong muốn hơn. Ngoài ra các bạn có thể tìm theo danh sách phát. Ở đây thì Lim Jim đã gắn những cái video của mình vào một cái danh sách phát sao cho nó cùng liên quan đến một chủ đề, thì các bạn có thể vào đây để các bạn tìm kiếm nhé. Ngoài ra một cái phần nữa mà Lim Jim đặc biệt khuyến khích các bạn vào đây, đó chính là cái tab cộng đồng ở đây. Cái tab cộng đồng này là nơi mà Lim Jim update những cái ý kiến này, rồi là thậm chí là xin cái góp ý của các bạn về những cái video mà Lim Jim sẽ bổ sung trên kênh của mình. Và thời điểm sắp tới thì thông thường là sẽ có một cái bài post trước đó, giống như cái video ngày hôm nay mà Lim Jim khởi chiếu cho các bạn, thì Lim Jim cũng có một cái bài post ở đây. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề, đó là chúng ta sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa về chủ đề Lightout, đó là cái nguyên tắc giản lược hóa, hay còn gọi là cái nguyên tắc vectorize. Vectorize thì các bạn hình dung rằng là khi một cái nhân vật hay là một cái biểu tượng nào đó được vectorize, có nghĩa là nó sẽ chỉ giữ lại những cái đường line, những cái nét quan trọng nhất. Ngoài ra thì những cái nét còn lại thì nó sẽ bị bỏ đi, đúng chưa? Nhưng người xem những cái tác phẩm đó, khi người ta nhìn vào, người ta vẫn phân biệt được đó là nhân vật nào. Thì cái nguyên tắc đó chính là cái nguyên tắc giản lược mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần mềm Photoshop, nơi mà Lim Jim sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để chúng ta thực hiện, đúng không ạ? Rồi, như vậy là các bạn đang quay trở lại với phần mềm Photoshop. Và đây chính là cái ảnh gốc mà các bạn có thể nhìn thấy là Lim Jim đã vẽ cái đường layout dựa vào cái bức ảnh gốc này. Đây là một cái bức ảnh của Robert Downey, một cái bức ảnh cực kỳ nét. Bức ảnh này thì Lim Jim không tự tìm thấy mà nó xuất phát điểm từ một cái câu hỏi của một bạn học viên trong khóa Premium Course của Lim Jim. Bạn ấy tên là Cường Phùng. Và bạn ấy gặp vấn đề, đó là trong khi mà thực hành layout ấy, thì đây chính là cái đường layout mà bạn ấy vẽ. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đó, Lim Jim đã xin phép bạn ấy và chia sẻ cái file này cho các bạn vào video ngày hôm nay, để các bạn thấy rằng là có rất nhiều người trong số chúng ta đang lầm tưởng rằng chúng ta master được cái đường layout thì chúng ta có thể dễ dàng vẽ được nhân vật. Ngay cả đối với cái phương pháp overlapping mà các bạn đang thấy thì nó cũng không phải là một cái vấn đề có thể dễ dàng để chúng ta thực hiện, đúng chưa? Thì các bạn sẽ thấy rằng là vấn đề của bạn Cường Phùng ở đây ấy, không phải là cái độ trơn của những cái đường này. Cái nét layout thì Lim Jim nghĩ rằng nó tương đối là ổn, nhưng cái vấn đề chắc hẳn là các bạn cũng sẽ đoán được, đó là những cái chi tiết bạn ấy thể hiện trên gương mặt này hoặc là trên toàn thân cơ thể đi thì nó rất là rối và nó không có chính phụ gì cả. Đơn giản là các bạn ấy nhìn thấy nhân vật có những cái đường nét nào thì các bạn ấy thể hiện nó như thế. Thì đây là một cái vấn đề mà Lim Jim nghĩ rằng là không chỉ riêng bạn Cường Phùng mà có rất là nhiều bạn học viên khác của Lim Jim gặp cái vấn đề này. Thì ngày hôm nay thì Lim Jim sẽ giới thiệu với các bạn một cái phương pháp, đó là cái phương pháp giản lược hóa một cái đối tượng mà Lim Jim đã giới thiệu vào phần trước. Để các bạn có thể dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ so sánh cái sự khác biệt ở đây nhé. Đây là một cái đường layout mà Lim Jim đã vẽ lại dựa trên tác phẩm của bạn Cường Phùng. Thì các bạn thấy rằng là nó còn chưa clean cơ, nhưng mà nó không quá quan trọng, bởi vì ngày hôm nay Lim Jim sẽ tập trung vào những cái nét chính phụ này.
thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái đường nét cơ thể nó sẽ dựa vào những cái gì để nó làm nên những cái đường chính phụ này, thì đó chính là cái phần đầu tiên mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được học nhé. Rồi trước khi chúng ta tìm hiểu cái cách để vẽ một cái nhân vật thực tế như này ấy, thì bây giờ Lim Jim mời các bạn chúng ta sẽ vào một cái file tiếp theo, đó chính là cái file guide map, tạm gọi là cái sơ đồ hướng dẫn nhé, nơi mà Lim Jim chia nó thành từng cái layer ở đây để các bạn dễ dàng nhìn thấy. Và cái file này sẽ được chia sẻ luôn trong phần description nhé. Các bạn có thể download nó xem song song với video này, hoặc chúng ta xem lại một vòng, sau đó chúng ta download và chúng ta xem lại lần nữa để chúng ta có thể nhớ kỹ hơn nhé. Thì cái cách để chúng ta xây dựng bắt đầu một cái phần đầu của nhân vật đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần đầu thôi, thì nó gồm những cái bước như thế nào thì Lim Jim sẽ giới thiệu ngay sau đây cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ bật cái layer đầu tiên, đó chính là phần phần trục nhé. Cái phần này gọi là phần trục. Thì cái phần xương đầu của nhân vật ấy, nó bao gồm một cái phần xương bên trên, đây là cái phần tượng trưng cho cái phần vỏ não này. Sau đó chúng ta sẽ có cái phần phía dưới là phần cằm, đúng chưa? Cái cách để tạo ra cái sơ đồ này ấy, thì Lim Jim đã hướng dẫn với các bạn rất là nhiều lần trong khóa học 30 phút dựng hình nhân vật rồi. Các bạn có thể click vào đường link đang xuất hiện trên màn hình, hoặc là chúng ta xem ở trong phần description nhé. Rồi, hoặc các bạn có thể tra tài liệu, thì đây là một cái phần anatomy rất là đơn giản dành cho khuôn mặt. Nhưng mà có một cái điều mà các bạn cần phải biết, đó là khi mà chúng ta dựa vào cái phương pháp overlapping, đó là chúng ta vẽ đè lên nhân vật có sẵn, thì chúng ta sẽ không cần phải dựa vào cái trục này nữa. Những cái trục này thì nó sẽ có những cái phần chính sau đây. Cái video này nó sẽ dài hơn một chút, bởi vì Lim Jim nghĩ rằng cái phần này rất là quan trọng. Khi mà các bạn nắm được cái phần này, nó là cái phần cốt lõi để chúng ta có thể giản lược hóa những cái nét. Còn cái phần mà chúng ta áp dụng nó vẽ bất cứ một cái nhân vật nào, nó chỉ là một cái phần đi kèm thôi, theo sau thôi. Các bạn hãy thực sự là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần này mới là cái phần quan trọng nhé. Thì cái phần pivot hay là cái phần trục này ấy, nó sẽ phải, tất nhiên là nó sẽ cân đối rồi. Các bạn sẽ thấy rằng Lim Jim sẽ chia sẻ cả những cái ý chính ở đây. Nó chính là cái tỷ lệ nền tảng. Dạ, phần đầu trên này, phần cằm phía dưới này, nơi mà chúng ta sẽ có một cái phần xương để chúng ta đắp thịt vào đó đó. Rồi, đây chỉ là một cái phần nháp thôi, và khi mà các bạn vẽ overlapping thì sẽ không cần. Phần cuối cùng đó là các bạn sẽ nhớ rằng là nó chỉ dùng khi sáng tác, Lim Jim vừa mới nói xong đó. Rồi, tiếp theo thì cái bước tiếp theo, khi mà chúng ta, giả sử chúng ta sẽ vẽ xong cái phần pivot, cái phần này rồi, thì chúng ta sẽ làm tiếp theo là chúng ta sẽ bật cái layer border lên. Rồi, Lim Jim sẽ bật to màn hình để các bạn dễ nhìn hơn nhé. Oops. Rồi, đây là cái phần border của chúng ta. Border là một cái phần viền, phần bao ngoài của một cái nhân vật của chúng ta, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy phần não này, chúng ta sẽ bổ sung tóc vào thì nó sẽ nhô ra phía bên trên một chút. Rồi, bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là có phần tiết diện của cái gương mặt của chúng ta, có phần cổ, cái phần này không quá quan trọng, hai tai, đúng chưa? Vậy thì đây chính là cái phần border mà Lim Jim nghĩ rằng các bạn nên vẽ đầu tiên khi các bạn thực hiện cái bước overlapping. Cái phần này chúng ta lưu ý một vài cái nguyên tắc sau đây, đó là phần bold. Đó là khi mà chúng ta vẽ đến cái phần này, chúng ta luôn luôn nhớ cho Lim Jim là đây là cái phần chính, là cái phần border, và là cái phần mà chúng ta thể hiện một cái nhân vật character, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần này đầu tiên. Chính vậy các bạn hãy cho cái nét stroke đậm nhất, tức là nét chính thì chúng ta sẽ cho đậm hơn, được chưa? Các bạn sẽ nhớ cái nguyên tắc đó nhé. Ở cái bước này chúng ta sẽ chỉ cần vẽ nó cứng thôi, và không cần phải quá làm cho nó, sao nhỉ, nó bo tròn hay là nó thuôn theo một cái tỷ lệ nào đó thì chưa nhất thiết ở trong phần này. Phần này là vẫn là một cái phần mà chúng ta xây dựng nhân vật, còn cái phần layout thực sự thì chúng ta sẽ xây dựng vào phía sau, được chưa? Chỉ lưu ý với các bạn một chút thì là đối với cái phần gương mặt này ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng gương mặt của phụ nữ thì chúng ta sẽ bo tròn, nó sẽ là những cái đường cong mượt mà. Còn đối với nhân vật nam của chúng ta sẽ là những cái đường thẳng gãy khúc như vậy, được chưa? Chính vì vậy khi mà các bạn nhìn một người phụ nữ mà có cái gương mặt xương xẩu ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là nhân vật đó nó có hơi hướng nào đó nó giống một người đàn ông là vì như vậy đấy. Rồi, thì các bạn nhớ cho Lim Jim nhá, bold, nét đậm, cái đường này nó cứng một chút để nó tạo ra cái phần border cho nhân vật, và nó là cái khung sườn của nhân vật, được chưa? Vậy bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Rồi, đây chính là cái bước tiếp theo, nơi các bạn đắp
những cái bộ phận chính trên gương mặt của nhân vật vào. Rồi, thì các bạn hãy tưởng tượng, để Lim Jim xóa cái phần bài vật này đi, các bạn sẽ thấy nhá. Rồi, các bạn tưởng tượng cho Lim Jim là đây chính là một cái gương mặt mà chúng ta sẽ nhìn thấy khi mà nó đạt được cái ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt. Cái ánh sáng chiếu thẳng tại sao lại liên quan đến ánh sáng đây? Bởi vì ánh sáng nó sẽ quyết định là khi mà ánh sáng đầy đủ mà chiếu vào gương mặt chúng ta ấy, thì chỉ những cái phần quan trọng, những cái phần nó có những cái màu sắc thật sự nó khác biệt, những cái bộ phận đó nó mới nổi lên. Dạ. Đấy, cái điều này chính là cái điều mà gọi là key point luôn mà Lim Jim mong muốn truyền đạt đến các bạn trong phần này. Nó đặc biệt quan trọng là vì sao? Lim Jim nhắc lại một lần nữa, mọi vật trên thế giới này khi mà chúng ta xây dựng thì nó đều có nguyên tắc, đó là nguyên tắc ánh sáng, mà trong một cái video tương lai Lim Jim sẽ có dịp chia sẻ cho các bạn sau. Thì cái ánh sáng này nó quyết định là chúng ta phản chiếu vào mắt của chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vật nó có ánh sáng, đúng không ạ? Vậy vì những cái vật này khi mà những cái màu sắc càng khác biệt thì nó sẽ cho ra những cái sự phản xạ, và chúng ta sẽ thấy rằng khi ánh sáng đầy đủ ấy, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy những cái vật, cái phần mà nó có những cái contrast, những cái màu nó đậm nhạt khác biệt. Thì điều đó quan trọng ở đây là như thế nào? Khi chúng ta giản lược ấy, thì chúng ta cần phải nhớ rằng là những cái bộ phận nào là những cái bộ phận nó còn giữ lại khi mà chúng ta tăng ánh sáng đến một cái mức tối đa. Thì đó chính là cái phần mắt, đương nhiên bởi vì nó có một cái màu hoàn toàn khác so với màu da, nên cái phần này chúng ta sẽ giữ lại, đúng chưa ạ? Phần môi chắc chắn rồi, nó cũng sẽ có một cái phần khá là khác biệt so với màu da của chúng ta. Còn cái phần mũi thì sao? Cái phần mũi rất là nhiều bạn nhầm tưởng là chúng ta sẽ vẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ như này này. Các bạn tưởng rằng chúng ta sẽ vẽ một cái mũi, hai bên cánh mũi chúng ta vẽ xuống dưới, thì điều đó là không đúng. Những cái phần đó khi mà chúng ta đạt được một cái ánh sáng đầy đủ, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ che mất cái biên mờ của cái phần cánh mũi và cái phần da mặt của chúng ta. Chính vậy những cái phần mà nó còn lại mà chúng ta nhìn thấy ở đây chỉ là cái phần, rồi cái phần thân của cái mũi này và hai cái phần cánh mũi hai bên, bao gồm cả phần lỗ mũi nữa, đúng chưa? Thì đây chính là một cái điều cực kỳ quan trọng và cũng là cái bước quan trọng nhất trong cái việc mà chúng ta có thể vectorize một cái nhân vật nào đó, chúng ta giản lược hóa. Thì nhiều bạn chúng ta không biết được cái bước này, chúng ta hay vẽ nhìn trên nhân vật có bất cứ một cái nét nào chúng ta vẽ ngay vào bước đó, thì Lim Jim khuyến khích là chúng ta sẽ tuân theo nghiêm ngặt theo những cái bước này. Và tin Lim Jim đi, các bạn chỉ cần vẽ 2 đến 3 bước là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nhận ra cái key point ở đây, chúng ta sẽ nhận ra cái giá trị ở đây và chúng ta sẽ nắm chắc được nó và vẽ được tốt cho nhiều những nhân vật còn lại. Nó chỉ là cái vấn đề thời gian khi các bạn nhận ra thực sự cái vấn đề ở đây là gì. Dạ. Vậy có main lines rồi thì chúng ta sẽ phải có sub lines, đúng không ạ? Nhưng trước khi main lines, chúng ta sẽ cần điểm một chút cái vấn đề ở đây nhá. Đó chính là mắt, mũi, miệng này không nhất thiết phải tô màu và có chính phụ. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Cái phần lông mày của chúng ta đương nhiên là nó sẽ đậm hơn phần mắt, mí bên trên sẽ đậm hơn mí bên dưới một chút, các bạn nhìn thấy chưa? Thậm chí mí bên dưới chúng ta không cần phải vẽ toàn bộ. Lim Jim nghĩ và Lim Jim khuyến khích là các bạn xem lại video này, nghe kỹ những cái lời phân tích của Lim Jim mà chúng ta sẽ có thể nhận ra những cái vấn đề ở đây là gì. Các bạn nhìn thấy những cái phần đây cũng là những cái nét chính, ngoài ra chúng ta còn những cái nét phụ khác ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái layer tiếp theo, đó là phần sublines. Boom. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Phần sublines nó sẽ kể cho chúng ta một cái câu chuyện khác về cái nhân vật này. Các bạn sẽ nhìn thấy đó, khi chúng ta tắt đi và chúng ta bật lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta cần vẽ một cái người nào đó luống tuổi, những cái người nào có tuổi tác một chút, hay những cái người mà có những cái gương mặt nó xương sầu một chút, nó cứng nhắc một chút, thì các bạn nhìn thấy đây chính là nơi để các bạn thể hiện cái câu chuyện của các bạn, đúng chưa? Rồi, hãy cứ vẽ cho Lim Jim cái phần main lines trước. Bây giờ nếu các bạn mong muốn là thể hiện cái tuổi tác của nhân vật thông qua những cái nếp nhăn này, rồi những cái phần lines phụ ở đây các bạn sẽ thấy, hoặc là cái phần nếp gấp ở phần mắt, thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã kể được rất là nhiều cái câu chuyện ở đây. Và các bạn nghĩ sao khi mà chúng ta có cái sublines này thì chúng ta sẽ có những cái ghi nhớ nào? Rồi, chúng ta hãy nhớ rằng đây chính là những cái nét phụ, và những cái nét phụ thì nó không được phép có cái nét đậm bằng với đường border và đặc biệt là bằng với main lines. Chính vậy thì chúng ta sẽ
thu nhỏ cái stroke của chúng ta vào, vẽ những cái nét nó nhỏ hơn, các bạn nhìn thấy nó nhỏ hơn rõ ràng đúng không ạ? Rồi, đây chính là những cái nét nó bổ trợ để nó làm nên cái tính cách này, nó làm nên cái tuổi tác cho nhân vật, và nó làm nên thậm chí là cái sao nhỉ, cái biểu cảm của gương mặt vào cái thời điểm mà chúng ta chụp. Được ạ? Rồi, và đây chính là những cái chi tiết mà chúng ta cần bổ sung ở đây. Rồi, đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là đó, nếu các bạn master được cho Lim Jim 4 cái layer này, chúng ta có phần pivot là cái phần khung, cái phần chụp của chụp đối xứng của nhân vật, chúng ta có phần border là phần khung viền, chúng ta có phần main lines gồm có mắt, mũi, miệng, được chưa? Và nhớ rằng là nó có chính phủ ở đây, và chúng ta sẽ bổ sung sub lines nếu chúng ta muốn thể hiện cái tính cách của nhân vật, tuổi tác của nhân vật, đặc điểm dị hình của nhân vật và cả cái cảm xúc của nhân vật vào cái thời điểm mà chúng ta chụp, được chưa? Rồi, nếu các bạn master những cái phần đó thì Lim Jim nghĩ rằng tất cả những cái đường layout mà chúng ta vẽ hoặc là vectorize một cái nhân vật nào đó, nó sẽ không làm khó được các bạn nếu các bạn tuân theo cái phương pháp này, được chưa? Vậy thì chúng ta vẫn còn một cái layer cuối cùng là cái layer mà Lim Jim gọi là advanced, nó nâng cao một chút. Chúng ta sẽ cùng xem ở đây là gì. Nếu chúng ta bật cái layer advanced này lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó, sự khác biệt ở đây là gì, các bạn sẽ thấy nó sẽ làm cho nhân vật pop up hơn. Pop up có nghĩa là nổi bật, nó highlight hơn một chút. Nhưng mà các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, nếu các bạn đọc những cái truyện tranh của phương Tây, các bạn sẽ thấy rằng cái lối vẽ này nó là như vậy đấy. Batman hay là những cái chuyện của nước Đức thì các bạn sẽ thấy rằng người ta sử dụng vào những cái đường này để chúng ta khắc họa sâu hơn cái tính cách của nhân vật, nhấn mạnh thêm những cái chi tiết và cái độ sắc sảo của nhân vật ở đây nữa. Rồi, thì Lim Jim khuyến khích đây là một cái layer advanced. Nếu các bạn chưa thực sự hoàn thiện được những cái layer phía trước thì các bạn hãy thực hiện nó trước. Và khi và chỉ khi các bạn đã master, các bạn đã thành thạo cái cách để thể hiện 4 cái layer phía trước thì mới quan tâm đến cái advanced này, được chưa? Và đối với cái advanced này thì nó sẽ không có cái quy tắc cụ thể, chúng ta sẽ phải dựa vào cái kinh nghiệm để chúng ta sẽ xây dựng những cái đường line này sao cho cái độ chính phủ của nó tăng lên rất là nhiều, các bạn sẽ thấy. Và nó sẽ thể hiện cái, một lần nữa chúng ta sẽ thể hiện được phần sắc sảo, phần nhấn mạnh và chi tiết tính cách của nhân vật, và nó làm cho nhân vật chúng ta nổi bật hơn so với những cái nhân vật không có. Rồi, vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần đầu, và một cái phần rất là quan trọng, nó là cái nền tảng để chúng ta giúp chúng ta vẽ đơn giản hóa. Chúng ta vẽ nét nào, bỏ nét nào, chúng ta sẽ biết trong cái phần vừa rồi, được chưa? Rồi, và cái file này một lần nữa Lim Jim sẽ chia sẻ trong phần description cho các bạn, hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể download về và các bạn sẽ xem nó là một cái phần guide map để chúng ta thực hiện trước khi chúng ta thực hiện một cái nhân vật khác, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với cái bài về nhân vật Tolly Stock của chúng ta, và chúng ta sẽ thực hành những cái gì mà chúng ta vừa học. Rồi, ok. Trước khi qua phần tiếp theo, Lim Jim rất mong muốn các bạn hãy giúp Lim Jim bằng cách nhấn nút like và comment một điều gì đó về video này, ngắn cũng được, xuống phía dưới nha. Việc này thực sự rất có ý nghĩa đối với Lim Jim, vì Lim Jim sẽ nhìn vào những số liệu này để có thể chỉnh sửa và hoàn thiện dần vào những video tiếp sau. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn video trước này, giải thích cụ thể hơn về những cái vấn đề mà các bạn thực sự đang cần và quan tâm, chắc chắn cái người mà góp một phần chính vào cái sự cải tiến này chính là các bạn. Vậy các bạn hãy giúp Lim Jim thông qua những hành động nhỏ mà thực sự có ý nghĩa này nha. Rồi, và bây giờ là thời gian thực hành, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tác phẩm Iron Man của chúng ta, một trong những nhân vật quyền lực nhất của thế giới Marvel, đúng không ạ? Rồi, bước đầu tiên chắc chắn là các bạn đã biết rồi, chúng ta sẽ giảm opacity đi và chúng ta sẽ thực hiện trên một cái layer hoàn toàn mới nhé. Nếu các bạn muốn xem tỉ mỉ hơn cái cách này thì các bạn có thể xem ở cái phần description, nơi mà Lim Jim đã update nó vào một cái series gọi là Mascot. Cái series này thì Lim Jim đã hướng dẫn rất là chi tiết cái cách để chúng ta vectorize một cái nhân vật có sẵn, được chưa? Rồi, còn ở đây thì Lim Jim sẽ chứng minh cho các bạn bằng 4 cái layer vừa rồi và thêm một cái layer advanced nữa, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay và trong cái file lần này thì Lim Jim sẽ chứng minh cho các bạn cái cách đó
nó sẽ được tạo ra như thế nào đối với cái nhân vật của chúng ta ở đây, đó là anh chàng Tony Stark này, được chưa? Một cái nhân vật rất là quyền lực. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây, nếu giả sử chúng ta chia thành trục ấy, thì chúng ta cũng có thể sẽ có một cái trục của nhân vật như này. Đây chính là cái bước bước pivot, cái bước đầu tiên, được chưa? Nhân vật chúng ta sẽ chia thành cái trục như vậy. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng nó là quá máy móc thì các bạn không cần phải làm cũng không sao, bởi vì Lim Jim đang làm theo đúng những cái gì mà Lim Jim vừa hướng dẫn các bạn. Để các bạn dễ hiểu hơn thì các bạn có thể vẽ, còn nếu các bạn không có thời gian thì chúng ta không cần phải vẽ bước này cũng không sao cả, được chưa? Rồi thì từ đây chúng ta có thể nhìn nhận dễ hơn những cái nhân vật chúng ta. Và tất cả ở đây chúng ta sẽ phải nhớ rằng chúng ta mới vẽ một cái đường draft mà thôi. Rồi còn cái phần mà chúng ta quan tâm là cái phần layout thì chúng ta sẽ được vẽ vào phía sau nha. Các bạn sẽ thấy rằng là Lim Jim sẽ phác thảo cho các bạn một cái khung của nhân vật ấy nó sẽ như thế nào. Đây là cái phần draft. Nếu các bạn vẽ cái phần draft thực sự là ổn ấy thì các bạn sẽ không cần phải bật nhân vật luôn, thì các bạn có thể vẽ trên cái phần draft của chúng ta mà người xem vẫn nhận ra tác phẩm. Đó mới là cái đỉnh cao của cái phần vẽ layout ở đây. Ở đây thì Lim Jim không muốn chứng minh một cái thông điệp gì cả. Ở đây chính là một cái đơn giản là một cái video để Lim Jim chia sẻ cái cách để chúng ta có thể thực hiện cái đường layout sao cho nó đẹp thôi. Đơn giản là như vậy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer mới, nơi mà Lim Jim sẽ bắt đầu từ cái bước thứ hai. Đó là chúng ta sẽ vẽ cái đường borders. Các bạn nhớ không ạ? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành nó nhé. Rồi hãy chọn một cái, có lẽ chúng ta sẽ chọn một cái brush khác nhỉ. Chưa cần, chúng ta sẽ sử dụng chính cái brush bút chì của chúng ta thôi. Nó sẽ vẽ cái đường border ở đây. Rồi các bạn nhớ rằng không ạ, hãy vẽ cho nó vuông vức một chút đối với nhân vật nam của chúng ta ở đây. Rồi đặc biệt là một cái nhân vật có gương mặt góc cạnh như là Robert Downey. Và ông ấy cũng là một cái người có tuổi rồi. Robert Downey thì là một cái nhân vật, các bạn đọc tiểu sử của ông ấy sẽ thấy đúng không ạ, nó cứng rắn và nó y như là cái nhân vật mà ông ấy đóng vậy đấy. Thì ngoài đời thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái nhân vật Robert Downey phải nói là lên voi xuống chó luôn. Ông ấy nổi tiếng từ rất là sớm, từ 5 tuổi luôn, trong một cái gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cái tác phẩm đầu tiên mà ông ấy được công chúng biết đến, mà từng được đề cử giải Oscar lần đầu tiên, chắc hẳn các bạn không thể hình dung ra một cái nhân vật cứng nhắc như này, một cái nhân vật quyền lực trong thế giới Marvel thì lại đi đóng một cái tác phẩm, đó chính là Sacre Chefin, có nghĩa là vua hề sắc lô đó các bạn. Đó thì ông ấy đã từng đóng rất là thành công vai vua hề này trong cái tác phẩm điện ảnh mà suýt chút nữa thì được giải Oscar. Và sau đó thì biến cố cuộc đời đến với ông ấy. Thì Lim Jim hay có cái thói quen đó là tìm hiểu trước một chút về những cái nhân vật này, để khi mà Lim Jim vẽ thì nó sẽ đỡ buồn tẻ hơn là Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Còn ở đây thì các bạn đang bám vào những cái khung sườn mà chúng ta đã được chia sẻ phía trước rồi. Chính vì vậy thì nó sẽ xin phép cho Lim Jim chia sẻ những cái vấn đề ngoài lề một chút, thì nó sẽ làm cho video của chúng ta vui hơn. Và thỉnh thoảng đến những cái phần quan trọng thì Lim Jim sẽ quay trở lại nói về nó. Rồi chúng ta đang ở trong cái phần đầu tiên, chúng ta vẽ cái phần layer thứ hai. Đó chính là cái phần mà chúng ta sẽ vẽ những cái main lines, đúng chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ vẽ những cái main lines ở đây. Đặc thù của nhân vật này là những cái nhân vật có tuổi rồi, chính vậy thì những cái đường rất là đậm nữa, thì thông thường để tiết kiệm thời gian thì trong cái phần main lines chúng ta cũng nên vẽ nó, đúng chưa? Rồi còn những cái phần mà nó không thực sự đại diện cho nhân vật thì nó sẽ không ở trong phần main lines. Nói một cách dễ hiểu là như vậy. Thì trở lại với Robert Downey, một nhân vật sinh năm 1965, chúng ta sẽ phải gọi là ông bởi vì ông ấy cũng khá là lớn tuổi rồi. Thì ông ấy có một cái cuộc đời cực kỳ sóng gió, dính đến nghiện ngập
rồi đã vào tù đến 5 năm, từ năm 1996 cho đến năm 2001. Thì ông ấy đã vào khám và sao nhỉ, vợ con cũng bỏ luôn. Thì mọi người tưởng, ngay cả những cái người bạn thân thiết nhất của ông ấy cũng không tin rằng ông ấy có thể quay trở lại với điện ảnh và lại thành công nữa thì càng không thể. Nhưng ông ấy đã chứng minh một cái điều ngược lại đó, các bạn biết rồi đó. Thì ông ấy đã quay trở lại và đảm nhiệm cái vai diễn Tony Stark và Iron Man này cực kỳ thành công. Và trong nhiều năm liên tiếp ấy, thì chưa có một cái Marvel nào phá được ngôi của ông ấy là cái nhân vật nam hấp dẫn nhất trong thế giới Marvel. Thì hiện tại ông ấy vẫn là người đầu tiên, không phải là thuyền trưởng Mỹ nhá, không phải là American Captain đâu các bạn. Có lẽ là do cái chặng đời của ông ấy cực kỳ là từng trải và nếm trải tất cả những cái mật ngọt hay là cay đắng của xã hội rồi, nên là ông ấy mới có được những cái vai diễn nó thành công đến như vậy. Và dùng một cái cụm từ đó là lên voi xuống chó thì nó không có gì sai với Tony Stark cả, hay là Robert Downey cả. Thì các bạn đang theo dõi là Lim Jim đang vẽ một cái phần tóc ở đây. Một cái phần tóc cũng làm khó rất là nhiều bạn học viên của Lim Jim. Thì cái phần tóc này Lim Jim chia sẻ thật là các bạn hãy nên chia nó thành những cái block, hãy tưởng tượng nó thành những cái khối, những cái block riêng, đừng vẽ theo sợi thì nó sẽ cực kỳ là khó. Block có nghĩa là cái lọn tóc đó nó sẽ kết lại thành một cái vị trí nào đó, thì đó gọi là block nhé. Tất cả các bộ tóc nó đều có, dù là mơ hồ thì chúng ta cũng sẽ phải vẽ theo nó thì chúng ta mới có thể hiểu được cái nguyên tắc để chúng ta vẽ bộ tóc. Còn về cơ bản thì ở đây video này Nim Jim sẽ không tập trung để nói với các bạn về cái cách vẽ tóc. Vì vậy thì chúng ta hãy tạm hình dung nó là chúng ta sẽ vẽ nó theo những cái khối. Rồi, các bạn có nhớ không ạ? Trong cái phần mà Nim Jim nói về phần main lines thì chúng ta sẽ phải tô màu cho nó tùy các bạn. Đối với những nhân vật thật như vậy thì Lim Jim khuyến nghị là chúng ta nên tô màu cho nó nhé. Tô màu cho những cái nét này để nó sẽ giúp các bạn nhận ra nhân vật dễ hơn. Rồi, cái phần lông mày cũng là một cái phần mà Lim Jim đã giới thiệu rất là chi tiết trong khoa học 30 phút dựng hình nhân vật của mình rồi. Các bạn tìm xem nhé. Phần râu thì chúng ta không cần, chúng ta sẽ tô bất kỳ thôi. Phần này không quá quan trọng. Rồi. Đến cái phần tai của chúng ta sẽ vẽ những cái nét. Bây giờ là chúng ta đang ở cái bước nào các bạn biết không? Đó chính là cái bước sublines, là cái, những cái nét phụ đó các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm đến những cái nét phụ trên gương mặt của người đàn ông này. Rồi, chúng ta sẽ có thể tô một cái màu ở đây. Để sau cái layer này, các bạn biết không? Nim Jim sẽ tắt hẳn cái layer file gốc đi, để chúng ta sẽ chỉ thực hiện trên những cái gì chúng ta vẽ, xem là chúng ta sẽ nhận ra nhân vật của chúng ta hay không. Rồi, từ đây chúng ta sẽ thực hiện lại cái đường line art của chúng ta trên những cái gì mà chúng ta đã thể hiện, đúng không ạ? Sau đó cuối cùng chúng ta sẽ bật lên và thêm một vài những cái details, những cái advance trước khi chúng ta hoàn thiện tác phẩm này, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer mới để chúng ta vẽ đường line art nhé. Nó cũng hoàn toàn tuân theo những cái bước mà Lim Jim đã giới thiệu cho các bạn. Khi các bạn đã vẽ draft theo 4 bước phía bên trên thì các bạn hoàn toàn đã định hình cho mình được những cái đường line nào cần vẽ, những đường line nào cần bỏ. Và bây giờ đó là lý do mà chúng ta thậm chí không còn cần cái bức tranh gốc nữa. Bởi vì nếu các bạn càng bật bức tranh gốc thì các bạn sẽ càng bị phân tâm bởi những cái đường nó không phải là chính cũng không phải là phụ,
Bây giờ hãy mạnh dạn tắt nó đi nhá. Hãy sử dụng một cái Comics Brush hoặc một cái cọ tương tự. Rồi. Trong phim thì các bạn sẽ thấy rằng là nhân vật Tony Stark này có rất là nhiều câu nói nổi tiếng. Sẽ không cần phải giới thiệu ở đây nữa đúng không ạ? Bởi vì đây không phải là một cái video phân tích phim như Lim Jim đã có nói. Tuy nhiên có hai câu nói mà Lim Jim thực sự là rất là thích và nó đúng với cái đặc điểm của nhân vật Iron Man này. Iron Man là sao nhỉ? Là người sắt, là một cái gì đó vạm vỡ chắc chắn và tinh thần thép, đúng chưa các bạn? Rồi ông ấy có hai câu nói mà Lim Jim rất là thích. Một đó là câu nói là gì nhỉ? Nếu bạn có một chiếc xe đua mà bạn không biết lái thì cũng như là các bạn không có gì. Đó là câu nói các bạn sẽ thấy trong phim ông ấy có nói như vậy. Thì là gì? Nếu các bạn có đầy đủ trang thiết bị, các bạn có bảng vẽ điện tử, các bạn có mọi thứ, các bạn có thể mua máy tính đắt tiền, tuy nhiên các bạn lại không sẵn sàng học, thì chúng ta thực sự là chúng ta cũng không master được cái gì, chúng ta không có được cái gì cả. Thì nhiều bạn nghĩ rằng là chúng ta sẽ đợi đến một cái lúc nào đó khi mà chúng ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng khi chúng ta có đầy đủ rồi chúng ta lại không có động lực để chúng ta học nữa. Dạ. Vậy thì quan trọng nhất đó là chúng ta biết kỹ năng cơ. Thì em xin nghĩ rằng trong cái câu nói của ông ấy, chúng ta sẽ phải hiểu theo cách đấy. Cái kỹ năng nó quan trọng hơn, cái suy nghĩ nó quan trọng hơn là chúng ta có cái gì. Nếu chúng ta không sẵn sàng đua xe thì chúng ta không mua một cái xe đua để làm gì cả. Nó chỉ là một cái, đơn giản là một cái tiêu sản mà thôi, đúng chưa các bạn? Rồi mà câu nói thứ hai thì cũng khá là hay, liên quan đó chính là chúng ta, rất nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng cuộc sống này là không bất công và là một cái cuộc sống hoàn hảo. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cuộc sống này là một cái sự không hoàn hảo và nó bất công. Đó là câu nói của Iron Man nhé. Có thể là nó sẽ dịch hơi khác một chút theo cách hiểu của Lim Jim. Lim Jim đọc nguyên gốc của nó từ tiếng Anh là như vậy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đó là lý do tại sao có khá là nhiều bạn không được đầy đủ trang thiết bị, không được đến những cái trung tâm lớn, hay là không được học những cái khóa của những cái trung tâm uy tín, nhưng các bạn ấy vẫn có thể hoàn toàn là sòng phẳng cạnh tranh với các bạn khi các bạn ấy đi làm. Lim Jim gặp khá là nhiều bạn như vậy. Các bạn ấy không có năng lực tài chính đầy đủ, gia đình không giàu có, nhưng điều đó không ngăn được các bạn ấy suy nghĩ khác và thay đổi cuộc sống của bạn ấy. Dạ. Rồi thì trong cái lĩnh vực design nói chung đúng không ạ, và character design và digital painting ấy, thì bằng cấp nó không quyết định cái gì cả. Design cũng như vậy đó các bạn. Các bạn đi phỏng vấn, các bạn thử xem là họ sẽ test các bạn đầu tiên là cái gì, là cái kỹ năng các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm của họ. Và đầu tiên họ sẽ check cái portfolio, cũng như là cái CV của người thiết kế đó. Nó sẽ quan trọng hơn hết những cái gì mà nó ghi ở trong cái bằng cấp của bạn là giỏi hay là khá, người ta không có quan tâm nhiều. Thì hầu hết những cái người mà tuyển dụng những cái design tốt ấy, kinh nghiệm của họ là không tuyển những cái người chỉ dựa trên bằng cấp. Tất nhiên bằng cấp là tốt, Lim Jim không có nói là không có coi nhẹ cái việc bằng cấp của các bạn. Các bạn có điều kiện, các bạn có được cái sự giáo dục bài bản là điều tốt. Tuy nhiên không phải ai cũng được như các bạn, và điều đó sẽ ngăn một phần những cái bạn mà thực sự có năng khiếu. Các bạn ấy không đủ những cái tình hình tài chính của bạn ấy không đủ thì bạn ấy vẫn có thể cạnh tranh được. Đó là cái điều mà Lim Jim muốn nói ở đây. Thì các bạn, dù các bạn như thế nào, các bạn có đầy đủ trang thiết bị hay không, thì quan trọng nhất hãy nhớ cái câu nói của Tony Stark, đó là dù các bạn có mua xe đua mà các bạn không biết lái thì cũng coi như là không. Hãy nhớ câu nói đó nhé. Thì ở đây chúng ta đang thực hiện đến cái bước cuối cùng trong cái phần line art ở đây, mà chúng ta đang vẽ lại cái tóc, và các bạn đang thấy rằng Lim Jim đang cố chia nó theo cái block ấy. Đó. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng mà thực ra ngay cả khi chúng ta vẽ, chúng ta mới có thể hình dung ra chúng ta sẽ thực hiện cái gì.
và nó có thể một vài lần chúng ta tẩy xóa, chúng ta làm lại không sao cả. Rồi, đừng quên là chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ cái nhân vật chúng ta liên tục để chúng ta sẽ xem là đơn giản là những cái nét đó nó có phù hợp hay không. Rồi, để giúp cho nhân vật nó có cái giá trị nhận diện tốt hơn thì chúng ta sẽ tô màu cho nhân vật nhé. Hãy để nó vào cái layer phía dưới nơi các bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa sau này. Rồi, vẽ đến đây, sau khi tô màu, các bạn không nhận được ra nhân vật của chúng ta là gì thì xin mời các bạn vẽ lại. Dạ, vì lúc đó các bạn sẽ nhận diện sai cái đường main line rồi. Như vậy thì Lim Jim đề nghị là các bạn cứ bình tĩnh, đừng đốt cháy giai đoạn trong phần này nhé. Bạn Cường Phùng là một học viên khá là giỏi của Lim Jim. Bạn ấy rất là có tinh thần học tập rất là tốt và chịu khó học rất là nhiều thứ. Tuy nhiên cái nhược điểm của bạn ấy là sự nóng vội. Bạn ấy mong muốn học cái gì đó cũng rất là nhanh để chuyển sang một cái mục khác, để bạn ấy còn mau mau học một cái lĩnh vực khác. Bạn học rất là nhiều phần mềm và Lim Jim chắc chắn rằng bạn ấy sẽ thành công một cái ngày nào đó. Bạn ấy đang sống ở nước ngoài và sẽ về Việt Nam và đang học khóa học của Lim Jim tại nước ngoài luôn. Lim Jim chắc chắn là bạn ấy sẽ thành công. Tuy nhiên bạn ấy cần phải biết tiết chế lại cái sự nóng vội của mình một chút thì Lim Jim nghĩ nó sẽ ổn. Ở đây Lim Jim đang vẽ cái phần advanced đó các bạn. Trong phần này thì Lim Jim sẽ làm cho nhân vật chúng ta nhìn pop up hơn, nổi bật hơn. Cái phần này các bạn có thể làm hay là không thì tùy nhá. Rồi, Lim Jim sẽ gửi tặng bạn cái phần guide map một lần nữa. Các bạn download về thực hành theo. Sau đó hãy download những cái nhân vật mà các bạn thích, cả thế giới Marvel là của bạn, hoặc những cái nhân vật khác, những nhóm nhạc K-pop, hay là các bạn thích cái gì đó, Sơn Tùng MTP hay gì đó, thì các bạn có thể download về chúng ta thực hành theo nhá. Rồi, và Lim Jim sẽ welcome những cái thực hành của các bạn. Nếu các bạn gặp vấn đề gì cứ gửi mail về Lim Jim. Trong lúc mà Lim Jim đọc mail thì Lim Jim sẽ check nó và trả lời cho các bạn nhé, những cái thắc mắc ở đây. Và đây cũng là cái video cuối cùng Lim Jim hy vọng là như vậy trong cái chủ đề về layout. Và Lim Jim làm dựa hoàn toàn vào yêu cầu của các bạn. Chính vậy thì một lần nữa các bạn hãy cố gắng comment nhiều hơn trên cái video này cũng như là những cái video khác của Lim Jim, chịu khó vào phần cộng đồng để tương tác với Lim Jim, đặt câu hỏi nhiều hơn. Và điều đó thì sẽ giúp cho Lim Jim tạo ra những cái video ngày càng ý nghĩa hơn, hay hơn cho các bạn, phục vụ các bạn. Rồi, video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại với các bạn vào một cái video sắp tới, một cái video khá là tâm đắc của Lim Jim. Và chúc các bạn sẽ thành công trong cái chặng đường vẽ layout này và vectorize nhân vật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên subscribe và share thông tin cho các bạn mong muốn học tập nhé. Và trên đây là toàn bộ những chia sẻ của Lim Jim về cách để chúng ta có thể giản lược tối đa những cái đường layout khi chúng ta thực hiện vẽ một cái nhân vật nào đó, character design. Và hãy đừng quên chia sẻ những cảm nhận của các bạn về video của Lim Jim, ủng hộ Lim Jim nhiều hơn bằng nút like. Và nếu các bạn là người mới trên kênh của Lim Jim, đừng ngại ấn nút subscribe để nhận thêm những cái tin mới, những cái video hữu ích được chia sẻ bởi Lim Jim trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.